Biểu cảm gây sốt và câu nói đáng yêu của con trai Hồ Ngọc Hà khi được bố dạy tiếng Việt. Quý từ nhà Hồ và Kim Lý có nhiều tố chất chuẩn cây hài nhí. Tới ngày 2 tháng 3, Kim Lý chia sẻ clip bé Lisa và Leon, hai nhóc tí gây chú ý bởi loạt biểu cảm ngây ngô, dễ thương trong vòng tay bố. Đặc biệt, ông xã của Hà Hồ còn tranh thủ dạy con trai hát và nói tiếng Việt. Nhóc gì Leon, nay đã có thể thuộc lời và hát rõ ràng bài cả nhà thương nhau khiến bố bìm hào hứng ra mặt. Đặc biệt, dù khả năng nói tiếng Việt có hạn chế, nhưng Kim Lý đã đích thân dạy con trai nói lời tình cảm dành cho Hà Hồ. Cụ thể, nam diễn viên hướng dẫn bé Leon nói, mẹ Hà ơi, nhớ mẹ Hà, yêu mẹ Hà. Sau đó, quý tử còn trao nụ hôn đến Hà Hồ qua màn hình điện thoại khiến dân tình thích thú. Dù Kim Lý có thể nói năm thứ tiếng, các con cũng được học ở các trường quốc tế. Ngay từ nhỏ, nhưng Hà Hồ chia sẻ quan điểm rằng sẽ dạy các bé nói tiếng Việt đầu tiên trước khi học các ngôn ngữ khác. Hà Hồ từng chia sẻ tiếng Việt rất khó học, nên các con sẽ học và nói tiếng Việt trước, tiếng Anh, Thụy Điền. Chắc chắn các con sẽ nói hay và bắt đầu học sau cũng không sao. Kinh nghiệm con đầu cho con kinh nghiệm con đầu cho học tiếng Anh trước, tiếng Việt rất vất vả. Trong lần trải lòng ở thuốc sâu, Hà hồ cũng giải thích rõ lý do vì sao thoải mái công khai những khoảnh khắc của Lisa Leon hơn Subel. có một bài học mà Hà tự chiêm nghiệm, đó là giấu Subel quá, càng giấu mọi người càng tò mò, đi đâu cũng bị chụp ảnh, mà bị chụp rồi lại phải tới năn nỉ người ta xóa đi. Sau này Hà từ nhủ làm vậy chi cho mệt, công khai luôn cho khỏi ai tò mò và rõ ràng khi công khai hai đứa con sau của Hà thì những chuyện phiền phức như vậy không tìm đến nữa.